Hôm nay chúng tôi theo chân anh Chiến, cũng như những cái clip trước, anh Chiến đang đi nhổ những cái cây tầm phục, hay còn gọi là cây thiên niên kiện. Các bạn, loại cây này rất chi là dễ, chỉ cần dùng tay thôi. Đi tìm loại cây này là rất là cực khổ và gian nan các bạn ạ. Đường rất trơn trượt, nếu như không cẩn thận thì sẽ dễ trượt ngã. Cây này là thường chữa các bệnh như đau dạ dày. Ngồi ra thì cây này có thể làm gì anh Chiến ạ? Cái này là mình cái tầm phục này có thể làm việc gì? Mình làm ăn canh nữa, ăn rau, sao rau ăn sống cũng được. Ồ, nhiều quá. Thôi, cái này thôi. Thôi, về thôi. Loại cây này là có thân rất là dồn. Đây các bạn. Anh Chiến đang bó những cái cây tầm phục này. Cái loại củ cỡ cây tầm phục này là có thể là nấu nước uống,
rất tốt các bạn. Còn lá và cọng của cái đồng phục này thì làm gì anh Chiến ơi? Cái đồng phục mình ta bụng mình lấy nước nấu uống là hết đau. Hoặc mấy người mà một bà mà xin để nấu nước tắm. Còn cây này có thể ăn sống được không? Cú cũng ăn sống được mà cây thân á mình nấu canh hoặc là ăn sống, bắp sống ăn. Đi tìm loại cây này là Dạ.
đâu, không, không.